Trong thời tiết chuyển mùa, ánh nắng gay gắt, tiếp xúc với hóa chất, khói bụi hay phải thường xuyên làm việc trong môi trường máy lạnh, v.v. đã làm cho làn da của chị em trở nên khô sần. Việc ăn uống thiếu chất cùng với việc uống ít nước cũng là nguyên nhân làm cho da mất cân bằng độ ẩm. Nếu không có liệu pháp chăm sóc da ngay từ đầu, da rất dễ bị tổn thương, dẫn đến tình trạng lão hóa sớm. Vì thế, việc thường xuyên duy trì độ ẩm cho da là điều rất cần thiết để có một làn da đẹp và mịn màng. Hà Trinh xin chào mừng quý vị đang đến với một kỹ năng cuộc sống. Quý vị thân mến, đối với một làn da thô ráp, thiếu ẩm và thiếu sức sống sẽ gây khó khăn cho chị em chúng ta khi mà làm đẹp đúng không nào? Vậy thì ngày hôm nay tại sao chúng ta không bắt tay sử dụng những nguyên liệu thiên nhiên để có thể làm một hỗn hợp giúp cho chúng ta có thể dưỡng ẩm và cân bằng ẩm cho da? Nào, hãy cùng Hà Trinh thực hiện nhé! Ở đây Hà Trinh đã chuẩn bị rất là nhiều những nguyên liệu thiên nhiên từ chuối, khoai tây, bơ, trứng gà, nước cốt chanh, v.v. Và chắc chắn là chúng ta không thể nào bỏ qua nguyên liệu sữa chua và mật ong rồi, bởi vì trong mật ong có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là chất hydrat hóa, giúp cho da được căng mịn hơn và dưỡng ẩm tốt hơn. Và bên cạnh đó, việc kết hợp với sữa chua sẽ là một sự kết hợp rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ sử dụng một thìa mật ong kết hợp với một nửa hũ sữa chua. Hỗn hợp này chúng ta sẽ khuấy thật là đều, đắp trực tiếp lên gương mặt, massage nhẹ nhàng và để khoảng 20 phút. Sau đó chúng ta sẽ rửa lại bằng nước. Và chúng ta có thể làm khoảng chừng 1 đến 2 lần một tuần sẽ rất tốt cho làn da. Bên cạnh sữa chua và mật ong thì còn có một sự kết hợp tuyệt vời nữa đến từ chuối và nước cốt chanh. Và ở trong chuối thì có rất là nhiều kali và vitamin rất tốt cho da mặt của chúng ta. Và để làm hỗn hợp này thì chúng ta cần có một nửa quả chuối già. Sau đó chúng ta sẽ tách ra lấy thịt. Và phần chuối này chúng ta sẽ cắt nhỏ và xay thật là nhuyễn hoặc là dằm thật nhuyễn. Với nửa trái chuối này chúng ta sẽ cho thêm đó là nước cốt chanh. Và sau đó dầm nát ra hoặc là xay nhuyễn, trộn thật là đều vào nhau. Vậy là chúng ta đã có được một hỗn hợp rất là tốt cho làn da, giúp cân bằng độ ẩm và giúp cho da của chúng ta sáng mịn hơn. Bây giờ chúng sẽ đến với một loại trái cây khác cũng rất là quan trọng trong việc làm đẹp. Đó chính là quả bơ. Như quý vị đã biết thì trong quả bơ này có chứa rất là nhiều vitamin A, vitamin E giúp cho tăng độ ẩm và tẩy tế bào chết. Chúng ta sẽ sử dụng đó là nửa trái bơ như thế này. Chúng ta xay nhuyễn ra, sau đó chúng ta sẽ bỏ vào đó là một thìa mật ong. Chúng ta sẽ trộn đều vào nhau. Và bên cạnh đó quý vị cũng có thể sử dụng một nửa trái bơ trộn đều với lại sữa, cũng ra một hỗn hợp rất là tốt cho làn da của chúng ta. Và xong rồi, thế thì chúng ta đã có thể sử dụng hỗn hợp bơ và mật ong hoặc là sữa này để đắp lên da mặt của mình, để 20 phút sau đó rửa lại bằng nước. Một tuần chúng ta có thể làm 1-2 lần để chăm sóc sắc đẹp cho làn da. Và chúng ta cũng có thể sử dụng nó để đắp lên toàn thân, cũng có thể giúp cho làn da của mình được cân bằng độ ẩm và sáng mịn hơn rất nhiều. Vừa rồi là ba hỗn hợp mà Trinh đã vừa chia sẻ. Chúng ta còn có thêm một bí mật nữa cần được bật mí. Đó là sự kết hợp giữa khoai tây, nước cốt chanh, lòng đỏ trứng gà và mật ong. Bộ tứ này sẽ rất tốt trong việc thúc đẩy quá trình của tế bào và giúp cho chúng ta có thể cảm thấy da của mình sáng mịn hơn rất là nhiều, tẩy tế bào chết và bên cạnh đó da cũng tăng độ đàn hồi. Và như quý vị đã biết thì trong lòng đỏ trứng gà có chứa rất là nhiều lutein và zeaxanthin sẽ giúp cho chúng ta chống lão hóa và đặc biệt là chống da bị khô. Và chúng ta sẽ sử dụng thêm là khoai tây. Trong khoai tây này thì có chứa rất là nhiều vitamin C, hỗ trợ cho việc tổng hợp collagen rất là tốt cho làn da, tăng cường độ đàn hồi cho da của mình. Và Trinh cũng không quên bỏ vào đó là mật ong, có chứa chất hydrat hóa và rất là nhiều vitamin cùng khoáng chất. Thêm một ít nước cốt chanh có chứa rất là nhiều vitamin C, giúp tẩy tế bào chết. Toàn là những nguyên liệu rất là dễ tìm và rất đơn giản khi thực hiện phải không nào? Chúng ta sẽ hòa tất cả hỗn hợp này với nhau, đánh cho thật là mịn.
Và với hỗn hợp này thì chúng ta có thể sử dụng 1 đến 2 lần một tuần, đắp lên da mặt khoảng chừng 15 đến 20 phút và sau đó chúng ta sẽ rửa lại bằng nước sạch. Và chúng ta cũng đừng quên là với hỗn hợp này thì không chỉ là chúng ta có thể massage nhẹ trên da mặt mà chúng ta còn có thể sử dụng để đắp lên da của toàn thân và da tay, da chân để cho da mềm, mịn và sáng hơn. Vậy là chúng ta đã có 4 hỗn hợp rồi. Rất là đơn giản để thực hiện phải không nào? Những loại hỗn hợp này rất là tốt cho sức khỏe. Thế nhưng có thể là có nhiều chị em phụ nữ chúng ta không có quá nhiều thời gian để có thể chuẩn bị những loại này thì chúng ta có một cách đơn giản hơn. Đó là sử dụng kem dưỡng ẩm hoặc là sữa rửa dịu nhẹ đã có sẵn trên thị trường. Nhưng cũng có một lưu ý như sau, chúng ta không nên tắm bằng nước quá nóng. Bởi vì nếu mà tắm bằng nước quá nóng như vậy thì sẽ làm cho những cái chất nhờn tự nhiên trên da bị mất đi, da sẽ bị khô hơn và làm cho chúng ta mất cái độ cân bằng ẩm. Thế nên quý vị hãy lưu ý là không tắm bằng nước quá nóng và chúng ta nên sử dụng sữa rửa dịu nhẹ. Và ngoài ra thì trong những cái loại kem dưỡng ẩm như thế này có chứa rất là nhiều chất dưỡng ẩm như là chất glycerin, propylene glycol giúp cho chúng ta có thể bổ sung ẩm cho cơ thể. Và ngoài ra các nhà khoa học cũng khuyên chúng ta là nên dùng những cái loại kem dưỡng ẩm tốt cho cơ thể và có nhiều chất làm mềm như là sweet almond oil hay là light mineral oil sẽ giúp cho da của chúng ta được làm ẩm và mềm hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ thoa nhẹ nhàng, massage trên da nhẹ nhàng như thế này. Và không chỉ có thế, chúng ta cũng thường xuyên nhớ là sau khi tẩy trang hoặc là